chết xong, giờ bổ nhiệm một thằng cháu tổng khống trẻ măng mới có 42 tuổi, bằng tuổi thầy không? Tuổi gà, bắn dậu. Nhưng mà bao nhiêu thủ tướng chính phủ qua Việt Nam mình đa số là người ta sống bình dân, uống cà phê dạo, ăn bánh bánh trắng cuốn và ăn uống riêu hủ tiếu bình thường. Thì hiện nay thầy thấy nhiều cái thủ tướng chính phủ nhà vua ta qua Việt Nam mình, ta muốn với người ta cũng muốn, như mình nè cũng muốn, đừng có nói chức vụ, đã đi chơi đi đến nước này đứng kia cũng phải muốn tham quan du lịch, muốn tìm hiểu, mà giờ đi đâu cũng xe đón rước khỏi kèn dọn đường, thầy nói nó nghiêm trọng, nghiêm quan trọng quá, thành ra không có tự do tự tại, giống như người người tu cũng vậy, hở ra cái phép tắc, hở này kia, cái đi tham quan du lịch khác, đi chơi nó khác, về chùa nó khác, vô chùa phải có phép tắc ăn uống ngủ nghỉ, nhưng mà khi du lịch phải vui vẻ, phải tự do. Cứ ngồi tới ngày tự nhiên cái đang nói chuyện hay ngồi xe buýt, ngồi thiền đi khai niệm Phật tu đi khai, ta nói mày đi chơi du lịch mà mày đi ngắm cảnh mà làm như mày đi ngắm Phật hả, tu đi khai. Bực bại đâu, nó đi chơi nó khác. Giờ nhiều cái chương trình thủ tướng chính phủ tuổi trẻ lên, chứ người ta có bằng tiến sĩ nha con, giờ bất cứ thủ tướng chính phủ nào giờ người ta bổ nhiệm từ 20 mấy đến 40, có nhiều thủ tướng mới có 25-30. Người ta nói chuyện cha người ta phụ tướng mà nó học xong tiến sĩ đó là cha người ta bổ nhiệm lên lên liền. Cha làm phụ tướng mà con ăn học, nó làm cũng nhiều bộ, nó làm bộ quốc phòng, làm bộ công an, xong rồi học tiến sĩ ra rồi mới bổ nhiệm làm phụ tướng, chứ không phải khơi khơi là họ đưa lên cái rậm là phụ tướng. Còn mấy người ta gửi qua làm việc đại sứ quán nước này, nước Anh, Mỹ, Pháp nha, ta giỏi tiếng Anh rồi, học tiến sĩ xong rồi, rồi làm việc giấy tờ thủ tục người ta đặt, nên không có gì khó. Nên đầy nói giờ cũng cần bầu những tuổi trẻ ăn học có bằng tiến sĩ. Còn mấy ông trụ trì chùa là nó nói hồi xưa các hòa thượng, mấy ông tổ, mấy ông thầy gì đủ quá, nó không bị mất tích vậy là quên bự chữ khai hoài. Thầy có bằng tiến sĩ sao? Tao hỏi mình dốt chích mẹ. mình giả bộ mình nói gì đi nha, ta nói giờ hỏi giờ mấy ông nào hồi xưa có bằng hỏi chiến tranh trường đại học rồi, cho tôi hỏi xưa ai ăn học ai dạy, có cái trường học không có, tôi nói vừa ra học chữ cái bơm nở cái rầm, cái mày xuống hầm rồi đâu mà học anh đại, ta hỏi mày cái nào rầm chích ngắt ở một ngồi đó một chữ a chứ ông đơ cờ lơ bất ơ cái cỡ. Cho con hỏi thầy, giờ thầy đã tu thành Phật rồi, giờ thầy tu thêm nữa thì thành cái gì thầy? Ta nói tu ai cũng muốn tu để tìm con đường giải thoát và thành Phật cả, nhưng mà tùy theo nhân duyên, tùy theo cuộc sống, và tùy theo nhân cái căn cơ của mình tu á, kêu bằng nó tóm gọn tu nhiều đời nhiều kiếp rồi thì đời này tu dễ lắm, với phương tiện Phật tử lo ăn lo uống rồi có cái chùa ổn định thì tu hành, có cái chỗ nghỉ ngơi rồi tu hành, đừng ai quậy phá thì tu mới thành Phật. Ta nói giờ tu mày khảo không rồi sao tu, ta nói mày ông sư mà muốn ổng tu muốn lập cái chùa mà mày không cấp với ta, rồi xây cái chùa không có tiền, cứ mày chờ đợi tiền lo sửa chữa năm này qua năm khác cả cuộc đời xây cái chùa chưa xong, rồi mày có thời gian để tu hay không, rồi mày chính quyền khảo, giáo hội khảo thì khi nào cái chùa nó hoàn thành được, khi nào có giấy tờ. Nhiều khi nhiều ông sư tu cả cuộc đời không thành công mà lại chùa cũng chưa xong, lý do là tao nói làm việc ác không, tao hỏi mày làm tu được, giờ con lại ơi giả bộ giấy tờ, giả bộ xây dựng, giả bộ này sai đúng, tao nói tối ngày cứ làm khó người tu không, rồi người tu không yên làm sao mày không hạnh Phật. Tao nói giờ con đi làm cái chùa đi nè, tao nói con chưa xuất gia tu không, đâu con ở đậu một cái chùa nào đó con tu đi, khi mà cạo cái đầu xuống đi giấy tờ đủ hư hết, con đi tới về quê tới lui chứng nhận rồi đủ thứ giấy tờ rồi học kinh học sách. Con nói à 5-10 năm con cũng chưa hoàn thành cái giấy tờ tu con xong thì con đừng nói mà hôi, mà khi con trụ trì mà con nuôi cả một đại chúng, nuôi một cái gia tài, nuôi làm cái chùa là hô sung sướng, nhiều cái chùa cả đám đệ tử mà khổ tục cũng chưa xong, mà tàn ăn học cao luôn còn chưa có. Con đừng nói mà hôi, mình ông sư phụ học xong chạy cho nào đủ cái khổ tục, đủ cái hành chính, đủ cái hành. Tao nói mày giết tao chết còn sướng hơn mày hành hạ tao hết cái này tới cái nọ hết làm. Tao nói giờ hồi xưa nội cái giấy tờ nhà nè,
Hồi xưa thì tao đã cắt nhà có bản vẽ bằng gì đâu. Giờ bản vẽ nè, giấy phép xây dựng nè, bằng khoáng. Giờ hồi xưa không có giấy tờ đất đai, giờ có giấy tờ đất đổ thừa, đất vườn, đất trồng cây, đất nhà ở, kêu mình đất hữu cư. Tao nói mày đổi giấy tờ thủ tục không mày cũng mệt mỏi. Rồi đất này đất kinh doanh, đất buôn bán, đất nhà ở, đất hồi xưa hôm nay là đất kinh doanh, không? Rồi xong rồi mày xây dựng nó đo đạc đo tới đôi lui, rồi tiền thuế tiền má đủ thứ tiền. Tao nói mày xây cái nhà cũng cực rồi, xong đổi giấy tờ nè, từ chứng minh đổi ra căn cước, căn cước xong đổi ra căn cước có chip, xong cái đòi đổi hộ khẩu, tịch thu hộ khẩu. Rồi tao nói mày xong đủ cái giờ rồi mày tu đi, giấy tờ sư phụ, giấy tờ tu, giấy tờ xuất gia, giấy tờ cam kết, giấy khỏi giới không khỏi giới, rồi giấy tờ ra kinh sách mày tự mày. Mày học kinh học Phật là sao mày xuất gia? Tao nói mày đủ thứ giấy tờ thủ tục hành chính, nó hành mày, hành cả cuộc đời của mình. Mày làm nổi không? Sau khi mà thầy thành Phật rồi, thầy đi công tác các nước, thầy đi bằng máy bay hay là tự biến hóa phép thần thông của thầy thì đi? Tao nói con người, tao bỏ ra hồi tổ, hồi đó cũng có ông tổ Đạt Ma đây. Tao bỏ có đồng xu tao qua sông. Tao có bỏ đồng xu tao bay qua nước khác. Mày luyện 9 năm đến 100 năm. Mày tưởng sao luyện cả cuộc đời có hàng không, có bay qua sông, đi qua nước ngoài. Tao nói sao không bỏ ra vài cắt chỗ lẹ, mày luyện riết đó không? Giống như tao nói tổ đó, tu 9 năm trời ngồi trong vách núi, trồng trong đá, tưởng sao chỉ bay qua bãi, bay qua sông, đi lên mặt nước. Chỉ cực chỉ 9 năm chỉ cực. Thua thầy luôn ha, thầy đi cắt nước luôn. Ừ, tao chỉ cỏ ra vài chục triệu, vài trăm đô, ngàn đô thôi là bay qua nước đó. Dạ đâu, chi mày cực khổ mày, mày phải ngồi thiền ngày đêm, có hàng không. Mà giờ mày có hàng không ai chứng nhận mày đi bằng linh hồn mà. Khăn mày xức qua mày qua nước đó rồi mày trở về có ai thấy đâu. Còn mày đi qua ra với tờ mày phải có bách bo, mày đóng dấu vô về xác hận thì nhà nước, chính phủ, tôn giáo, Phật giáo mới công nhận mày đã đi công tác. Rồi công nhận mày đi nước bao nhiêu nước nào có giấy tờ đầy đủ. Còn giờ mày có hàng không mày xức hồn mày bay qua đó, giờ mày về mày kể lại không ai tin. Giống như giờ con tu hành Phật đi. Hay con nói giờ dưới địa ngục có gì, dưới cái đất kia có gì không ai tin. Âm tới tàu đau, địa ngục đâu? Có thầy, dưới địa ngục có cái mặt nước ngầm ở dưới thầy. Ờ, rồi chết đi gì đâu, chết ở đâu? Hỏi thì trả lời được không? Khó trả lời đúng không? Làm sao trả lời? Nãy giờ nó tàu đau tới đế không? Kể chuyện gì đâu thầy. Nhiều gì? Cái táo nè, tao nói táo nè, táo tàu. Ăn bổ gì thầy? Ăn táo bổ táo, mày làm như trứng nè. Ăn trứng bổ trứng. Với mười khó. Có quay không? Có thầy, thầy nói chuyện với thầy. Giống trở lại hỏi thầy là đại tá. Ừ, đại tá ngon chết không, không lẽ không có mà. Nhưng mà nói chứ thầy tu hành rồi mà, dù có mình làm vua chúa không biết, để tu là buông hết rồi. Còn về tên tuổi hay là mình có ăn học thì đúng. Chỉ rồi nộp hồ sơ vô cái ngành nào làm cũng được, dù đời hay đạo hay tôn giáo Phật giáo. Có cái bằng rồi là người ta đưa tên tuổi là nó được hết. Vậy là thầy đại tá công an đó thầy. Thì người ta hỏi cho vui rồi mình ừ. Chứ thầy mà làm đại tá, má tao mấy thầy chùa như tao bỏ chứ, tao bắt hết. Tao bỏ vô rượu, tao ngâm thuốc, uống hết. Thầy nào mà hô tu trăm năm, cái đó đắc đạo rồi ha. Ngâm rượu thuốc, uống bụ. Gì, cải quá hành động tao từ tao già trở thành 18 tuổi liền. Kẻ, những hòa thượng Việt Nam ăn chay á mày phải không? Tao thấy mày yếu yếu ha. Tao mua hũ rượu vậy nè. Tao bỏ hòa thượng ngồi thiền ở trong vậy nè, tao ngâm rượu, tao lấy thuốc, tao uống cái là cải quá hành động. Hồ tu cao, thành hoạt coi mà. Bỏ vô hũ ngâm bự gì nè, chỗ ngồi chúng này về ngày tôi dắt ly uống, uống gì nè. Phải không? Có gì nói không mày? Bữa nay làm gì người mày khơ khẳng mày hả? Nãy tao có bỏ cho mày uống nước gì không mà mày xỉu mày? Nãy thầy tôi uống thuốc độc. Ừ. Nó cũng có một nữ đại gia cũng kêu bằng ô long á.
đi IC, đi chương trình thương mại gì đó, cái bỏ ly nước uống vô cái chết, nó cũng bị ta dụ, bị người ta này, người ta nói là nó giết chết chứ không phải tình trạng là nếu mà lấy tiền thì lấy tài sản thôi. Rồi người ta xỉu rồi mình lấy hết ngân hàng, điện thoại, tài sản được rồi, còn này mục đích nó giết, nó không phải lấy tài sản, mà tài sản không lấy, nó cướp, cũng cướp nhưng mà nó cướp cái những cái gì có thôi, rồi xong ngừng, rồi xong cái nó hại tài chết, mà nhờ có thương tích đại người. Ừ, về thôi nha. Ừ. Này đã khù cái nhăn hay là yêu đương gì nè, nó gạnh cái gì. Cái này là nữ đại gia thương hiệu Ô Long ha thầy. Đúng rồi, là nó đến vô thương hiệu rồi. Không phải, nó dụ đi qua về Trung Quốc, cũng nữ đại gia này là đại gia luôn, là giàu có nhất ở Đà Lạt á.